Vâng là, chào các bác trở lại với kênh của Music Video. À hôm nay lại tiếp tục để hướng dẫn các bác à, chỉnh cái phần súp của trên con vang X3, X5, X6, X8, X10 và X12. <laughs> để, để để nói qua cái phần này thì em nói luôn, thì trong một bộ karaoke thì là có những cái thành phần Súp, loa full, loa treo, chép giấy và mic đẩy công suất và vang số đấy thế nhưng cái con vang là con chịu trách nhiệm phân phối các giải tần phối ghép các giải tần đấy, trộn lại với nhau tạo thành cái tổng thể của bộ karaoke làm sao nó hay nhất và trong bộ karaoke thì có những nhà các bác nhà có điều kiện để dùng súp thì chúng ta là phải căn súp còn những bác không có điều kiện dùng súp thì chúng ta chỉ dùng ra phun không thôi thì lúc đó cách căn chỉnh cũng sẽ phải khác <laughs> lúc đó noa nó noa noa phun no, no, no đấy thì các bác phải chọn noa phun nó no đánh súp một phần đấy thì hôm nay thì em sẽ chỉ hướng dẫn các bác chỉnh súp không thôi còn về cách phối ghép tổng thể lên thì chúng ta sẽ làm việc lại sau để tránh dành, dành đây là những video mà bác nào biết rồi thì, thì thì bỏ qua và tham gia góp ý đây là cấu hình chung nhất có thể đấy. còn khuyên vẫn em vẫn khuyên các bác trong một bộ karaoke muốn hay thì phải tìm người phối ghép tốt và trong bộ karaoke thì tiếng súp rất là hay khi các bác mà đã chơi súp rồi ấy, thì chắc chắn không bao giờ bỏ súp ra được chưa chơi bao giờ thì có thể là ok đánh loa full không à, nhưng đã chơi rồi thì rất là khó bỏ súp tất nhiên là tùy từng không gian à, chúng ta sẽ phải phối ghép nó khác nhau Đấy. và mỗi chủng loại loa súp cũng khác nhau theo các chế tạo của hãng có con sút 25 thôi à, nhưng nó giải tần đánh xuống tận 40 được cơ đánh xuống như số 50 ấy Đấy, chẳng hạn như, như sút paradigm à, những dòng sút uh, gbn bắt uh, 25 của gbn ấy các bác nghe trong nhà không gian tầm 25 30 mét vuông đánh bùm đánh hay luôn Đấy, thì hôm nay hướng dẫn các bác nhé các bác ấn vào phần sút này ok chọn single này à, đối với các bác có thể uh, tùy từ nhưng có thể để 150 Ok phần mic cho về không Các bác đừng để nó tiếng mic nhé Tất nhiên là cái nó tiếng mic này thì các bác thể uh, Tùy Tùy tình hình hợp Nếu anh nào làm sự kiện thì muốn cho tiếng mic nó, nó à, Muốn cho tiếng súp nó mềm một chút thì các bác thể cho Có thể cho tiếng mic vào Nhưng khuyên các bác là không nên cho nhé Cho nó rất là rối không, Trong không gian gia đình rất là rối uh, Tiếp theo Ấn súp à, Đây là phần căn chỉnh cách giải tần tần số HPF à. Cái HPF thì bác để ưu tiên là cứ sử dụng ấy. Cái sử dụng là 12 dB thì thường thì người ta sẽ có các dòng dòng vang đời cao như X12 nó có 3 chế độ tức là 12, 24. 12, 24 và 36. Vâng. 12 này, 24 và 36 đến là những dòng như đời cao như X12 đổ lên thì người ta có cho các bác ba lựa chọn <laughs> tức là ý là cái điểm này này cái điểm điểm cắt ấy, điểm cắt mà độ lan tỏa sang hai bên đấy tức là nó dốc thoải uh, cái điểm cắt dốc cao và điểm cắt dốc cao chót vót đấy, là 36 36 gần như là thẳng đứng thì cái đấy nó liên quan đến cái không gian không gian của các bác À, không gian đánh cứng còn là không gian không gian mà chúng ta hẹp quá đấy. chúng ta phải hẹp bó gọn nó lại chỉ đánh một điểm thôi không đánh lan đánh lan nó rung nhiều nó nó gần như là đánh bát nực quá thì nó đẩy lên những cả nan ra những cái giải xuống sâu ấy tức là làm cho mặt trống nó rộng ra đấy nó như kiểu đánh đánh sút mà đánh như đánh cái trống mà trống to trống bé thì trống to mà các bác đánh 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 nực mạnh thì nó rung hết cả nhà đi thì đây này hiểu hiểu đơn giản là như thế thì bình thường là các bạn cứ để 12 à, các bác cứ làm theo Đấy. còn cái phần bắt cái HPF này các bác cắt thì bao nhiêu là đủ thì đây là cấu hình chung nên em sẽ để là 30 tại sao lại để, để 30 thì nói luôn giải sụp của những dòng loa tốt nhất thì mới xuống được có 20 Đấy, mới xuống được 20 nhưng tay người cảm nhận cũng không nghe rõ được trừ trường hợp bác đánh ở ngoài trời mà sụp nó xuống sâu chẳng hạn như những trong nhà thì em thấy có những dòng như paradin rồi là xuống được sâu còn những dòng súp GBN cũng ít khi xuống được sâu như thế <laughs> thì các bác cắt 30 cắt 30 cho em nhé chúng ta đừng đừng tất nhiên là sub 30 đây là cấu hình chung nhất nhé các bác để ý các bác có thể cắt đến 40 có thể 50 tùy theo không gian à, chẳng hạn như sub 30 chắc chắn là cắt 40 sub 40 thì các bác có thể cắt 40 hoặc là 35 đổ lên chúng ta phải cảm nhận nhé cái này có liên quan đến phần cảm nhận của các bác và chúng ta theo thực tế không gian đây là em cho cấu hình chung nhất sub nó sẽ xuống thường sub sẽ xuống được giải 30 quy các bác để 0.5 tức là chúng ta không tăng công suất ở điểm này điểm này thì gọi là điểm chặn bắt đầu ấy Đấy, coi như nó vào quy bằng 0 hoặc quy bằng 1 quy bằng 0.5 tiếp theo ấn sub cái quy này chính là cái mình hiểu đơn giản là gọi là sóng hài. Trong kỹ thuật viễn thông gọi là sóng hài, gọi là kỹ thuật điện tử viễn thông gọi nó gọi là sóng hài. Đấy. Thì các bác để 0.5. Thì cái này nói luôn cho các bác là cũng không nên thay đổi nhiều nhé. Cái này không nên thay đổi nhiều. Nó tùy thuộc vào từng phòng. Đây là cái đi cấu hình chung nhất em để cho các bác chia sẻ các bác nhưng các bác chưa làm được giải xúc. Tiếp theo LPF. LPF thì cái này là các bác này cái mặt trống ấy, thì chúng ta đánh nan từ từ từ, từ giữa đến ria Đấy. chặn những cái điểm ria tức là điểm điểm mà tiếng xúc nó nó ra được tiếng xúc ấy. Thì gọi là tiếng xúc ấy, nếu không nó không có đánh tiếng mà chặn bao nhiêu là đủ thì chúng ta chặn là đánh những cái điểm này là đánh chặn luôn không cho nó nan nữa thì bắt buộc chúng ta để 24 hoặc 36 nếu mà chúng ta để nan xuống 12 ấy, thì uh, khi tiếng trống nó rung lên ấy, thì nó đánh cảm giác có, cả những tiếng đanh nó dồn theo như kiểu đánh cả những cái điểm ria đánh nan vào ấy thì nó tiếng không hay tiếng không hay thì khuyên các bác để 24 thì con này là x 5 nó chỉ được 24 thôi x 12 nó còn hơn nữa x 12 nó lên xuống được 36 Đấy. còn cái tần số để giới hạn cái những cái điểm bát cao giải bát cao này thì thường thường là bác nên để 120 Đấy. 120 nhé nhưng uh, súp ở của các bác ấy, thường thường là cũng ít khi đánh trong nhà đấy chúng ta không đánh ra nó cứng tiếng lắm thì cũng là cắt gọn lại có thể 100 110 để hôm nay em thì cho chia sẻ cái cấu hình này luôn là có mắc để 100 11 cho em <laughs> đánh ngoài trời có bác để 120 Đấy. còn đánh ở trong nhà để bác để 100 đến 110 và nếu nó đánh được hơn nữa rung hơn nó bị rung quá ấy, thì chúng ta phải giảm nữa để này. Đấy, tiếp theo quy thì cái này là khóa rồi chúng ta không không lấy sóng hài ở điểm này máy sóng hài ở cái phần QLPF này là, là không có tác dụng mà không hay không hay nên cái này là khóa thế là không lấy không lấy những tiếng đanh chúng ta chỉ lấy tiếng súp sâu mềm nên cái này phải bắt buộc phải khóa Đấy. súp thì ở phần súp của con x 3 x 5 x 6 x 8 x 10 nó chỉ có 3 cần 1 2 3 các bác cho hết nhé cho hết 3 cần vào trong để tại sao tối thiểu là 3 cần các bác để ý này HP NP coi như là hai cần hai bên còn là hai cần tiếp theo là một và ba là hai cần hai bên và điểm giữa chính là tử số 2 đấy. thì cái đấy người ta sinh ra mình để mình ghi tối thiểu để ghi mình ghi sút kỹ thuật ghi mình sút thì là nó còn cao siêu hơn nữa còn nó còn nó, liên quan đến thực thực chiến nhiều thì cần số 1 các bác để giải 40 cho em 40 nha Ok 40.1 để gain để 0,8 đến 1. Thường thường thì em để 0,5 đến 0,8 Đây nó em để 0,8 Tại sao những điểm này, những điểm này thì các bạn để là tức là tức là cái độ nan đấy công suất nan sau cái điểm đánh trống ấy nó không 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 được nan rộng quá, nó không nó ùng. Nó ủng nhiều, tiếng nó không gọn. các bác cho nên là tiếng nó sẽ không gọn. Tất nhiên tùy từng từng quả sụp Cần số 2 chính là đỉnh sụp. Tiếp nhé, cần số 2 này bác để 50. Đấy. Là 49.6 nó hoặc 50.6. Thì cái cần này chính là cần gọi là bắt lực ấy. gọi là đỉnh súp ấy. Cái điểm này là các bác gọi là thường là đây đây cần mà gọi là ra đỉnh súp. Nó không khác gì các bác đánh trống mà tìm những cái điểm mà mà đánh vào điểm giữa của cái trống thì tiếng nó rền nhất, nó có độ rung nhẹ và hay ở những đánh bao nhiêu mà đủ đánh dùi mạnh quá ở trên cái trống chống công suất lớn thì nó cũng không hay nó nó, nó cũng gây tiếng ủng nên cái công suất này các bác cũng để theo cái không gian phù hợp và theo cái không gian vẫn phải cảm nhận cái này thì nè nghe nâu hoặc là các bác thợ có kinh nghiệm tai nghe tốt thì nghe phát là biết ngay phải không ạ thì cái gain em khuyên các bác là để 4 hoặc để 4.5 thì con này có để 4.5 là cấu hình chung nhất quy các bác để một nhé cho nó trội hơn cái dù đánh trống cái điểm đấy hơn mình đánh lực mạnh hơn tập trung vào một điểm lực đó tập trung một điểm nó tăng lên tăng quy lên tăng điểm trống hài lên ba thì cái cần số 3 là cần 80 đấy, 80 tám mươi năm tùy các bác nhưng em để 80 cái quy này lại bắt điểm 0. là điểm không quy là một không tăng thì nhắc cái điểm này điểm này là những điểm mà bát cao cũng có thể tăng được nhưng tùy tình không gian nó mới tăng Đấy. nên là các em thường những điểm này thì em khuyên các bác là ở trong không gian gia đình các bác để quy là một không tăng nhiều Đấy. còn theo thực tế không gian chúng ta lại xử lý tiếp đây là cấu hình chung nhất có thể áp dụng được cho nhiều gia đình nhất Đấy. còn cụ thể như nào theo từng gia đình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0988 322626 Đây là cấu hình chung nhất có thể áp dụng được nhiều nơi nhất Kể cả ngoài trời, không gian vừa đủ vẫn áp dụng được à, Còn tất nhiên, chỉnh xúc lực, bắt lực thì có nhiều cách chỉnh Và cũng có nhiều cấu hình để chỉnh à, Đây em chia sẻ cấu hình chung nhất có thể các bác dựa vào đây Để căn chỉnh những bộ karaoke okay của mình hay nhất Sau đó ấn save và lưu lại nhé Ok, xin chào hẹn các bác nhé, ở những cái nước tiếp theo. Ở à, về cái online thì em chưa lấy tiền của ai cả đây chỉ là cấu hình chia sẻ cho các bác vì cài online lấy tiền nó như hình một hình thức lừa đảo vì trong quá trình cài âm thanh từ 2015 rồi lại đây thì càng cài lâu thì mình phát hiện được một điều là nó phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố ngoài như không gian loa và cấu hình của loa Đấy, chẳng hạn như một con loa sub nó chỉ bắt 20 thôi bắt 25 thôi của JBL hoặc của Paradigm nhưng giải tần hãng chế tạo xuống được tận xuống được tận nha, xuống được tận 20, 30. Đấy. nhưng có những cái dòng súp mà bãi của China rất là to bắt 50, đã những bắt 50 thì nó phải xuống được sâu nữa. Đấy, nhưng nó cũng chỉ xuống được khoảng tầm 40 thôi. Đấy tức là nó tùy từng hãng, tùy từng đặc tính chế tạo của từng hãng nên uh, thợ uh, phải có đủ thông tin vào được các website của hãng để tìm hiểu sản phẩm khi mà cài đặt cho các bác để cái bộ sản phẩm của bác nó hay nhất phối trộn nên nó mềm mại nhất làm sao mà tiếng súp bật lên phối cùng với loa phun mà bật lên một lúc chúng ta nghe cảm giác là không bật súp đấy không bật súp tức là nó mềm mại như thế nó quyện như thế và khi tắt súp đi thì chúng ta biết chắc chắn là tắt súp nhưng bật lên một lúc chúng ta sẽ không biết bật súp thì đấy mới là phối ghép súp thành công phải không ạ còn còn phối ghép như nào thì hiển nhiên là phải có quá nhiều yếu tố để các bác phải xử lý Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại bác ở những video tiếp theo.